Nếu em đang là học sinh lớp 10 và lớp 11 và nếu như em đang cảm thấy câu đọc hiểu trong các đề thi là một trong những vấn đề mà em đang cực kỳ băn khoăn thì chắc chắn em sẽ phải xem hết video clip này nhá. Chào mừng các bạn đã đến với video giới thiệu thông tin về khóa học đọc hiểu những văn bản ngoài chương trình sách giáo khoa bám sát cấu trúc đề thi của chương trình mới. Đây sẽ là khóa học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 10 và lớp 11. Những ai đang cảm thấy rằng sự thay đổi của chương trình mới và đặc biệt là sự thay đổi trong câu đọc hiểu đang khiến cho các bạn cảm thấy chưa biết bắt đầu ôn tập từ đâu. Khi đến với khóa học đọc hiểu những văn bản ngoài chương trình sách giáo khoa bám sát cấu trúc chương trình mới thì chúng mình sẽ được học tập những gì? Thứ nhất, các bạn sẽ được cung cấp tri thức về mặt phương pháp để các em có thể giải quyết những dạng đề đọc hiểu bám sát cấu trúc chương trình mới. Thứ hai, 60-70% dạng câu hỏi chúng ta được chia sẻ ở trong khóa học này các bạn có thể gặp ở trong những đề thi tiếp theo của các bạn. Thứ ba, trong 15 buổi học, các bạn sẽ được chữa chi tiết 20 đề đọc hiểu bám sát cấu trúc của đề thi chương trình mới. Bên cạnh đó, các bạn còn được sở hữu một kho tài liệu siêu to khổng lồ với 50 cộng đề. Ở đó thì các bạn có thể thoải mái luyện tập để có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng cũng như tăng số điểm phần đọc hiểu đấy. Ở khóa học này sẽ là cơ hội để các bạn rời xa việc học vẹt. Thay thế vào đó, chúng ta sẽ nắm chắc phương pháp và cách thức trả lời các câu hỏi để có thể tìm được câu trả lời cho những câu đọc hiểu một cách chính xác nhất. Và đương nhiên rồi, đây cũng sẽ là một chiếc chìa khóa để giúp cho các bạn có thể tăng được số điểm phần đọc hiểu một cách nhanh chóng đấy. Hiện tại, Học Văn Chị Hiên đang bắt đầu chính thức tuyển sinh khóa học đọc hiểu những văn bản ngoài chương trình sách giáo khoa. Và đây sẽ là một cơ hội cực kỳ thích hợp để bản thân các bạn có thể đăng ký vì học phí của chúng ta đang được ưu đãi giảm rất sâu đấy ạ. Còn cụ thể về học phí như thế nào thì các bạn đừng quên nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên nhé. Vậy thì các bạn ơi, còn chần chừ gì nữa mà không tìm hiểu và đăng ký ngay khóa học đọc hiểu những văn bản ngoài chương trình sách giáo khoa bám sát cấu trúc của đề thi chương trình mới cùng với Học Văn Chị Hiên. Hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học này để cùng với nhau tăng số điểm phần đọc hiểu nhé.